Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm về điện máy. Trước mắt mọi người đây là dòng sản phẩm TV của Soli ra mắt năm 2021. Trong này sẽ có ký hiệu khá chi là lạ so với năm 2020. Đó là dòng XR chứ không phải là KD nữa. Nó dòng XR tức là sử dụng con chip XR mọi người nhé. Năm nay là sử dụng con chip rất là khác. Vẫn là chip 4K thôi nhưng nó là chip nâng cấp lên. Con XR gạch ngang 55X90G mọi người nhé. Nó sẽ là con tương đương so với con KD gạch ngang 55X9000H của năm 2020. Thì chúng ta cùng tìm hiểu xem con này có những đặc điểm gì thú vị mọi người nhé. Đầu tiên thì về phần thiết kế thì em sẽ đi phần thiết kế trước cho mọi người. Thiết kế của năm 2021 khá chỉ là đặc biệt, với thiết kế khung viền tràn viền ba cạnh như mọi người để ý thấy trên màn hình. Viền được thiết kế rất chi là mỏng, tràn ba cạnh, hai cạnh kê bên và một cạnh trên cùng. Cạnh dưới thì được bò bởi một lớp màu đen như thế này. Và chân của nó được thiết kế bằng chân kim loại mọi người nhé. Chân kim loại rất chi là chắc chắn. Logo của Soli thì tất nhiên là sẽ đặt ở chính giữa màn hình rồi. Đấy là mặt trước của TV. Năm nay được thiết kế tràn viền rất chi là đẹp. Đây là cái giao diện của TV Soli. Tuy nhiên thì mọi người đừng có lầm tưởng đây là giao diện của Android mà nó là giao diện của Google TV mọi người nhé. Ở mặt sau thì sao? Mặt sau của TV thì sẽ thiết kế rất chi là đẹp mọi người nhé. Sẽ có các cái cổng cắm được thiết kế rất chi là đều và đầy nhiều phần bên ria sườn cho mọi người cắm. Cổng quang, cổng USB, cổng HDMI, cổng 3.5, cổng mạng LAN và cổng cắm tay, cổng cắm anten rất chi là nhiều. Mặt sau thì của TV thì sẽ có khe tản nhiệt như thế này, rất chi là to. Và một lớp hình ô vuông kẻ rất chi là đẹp ở đây. Các bác có thể thấy là dòng Bravia của Soli thiết kế rất chi là đẹp mọi người nhé. Rất chi là ấn tượng về mặt sau. Em thấy cái mặt này là rất chi đẹp. Nó giống như TV OLED của Soli vậy. Rồi, đấy là phần giao diện. Chúng ta sẽ đi vào phần tính năng. Con này thì sẽ chạy hệ điều hành của nó là Google TV mọi người nhé. Mọi người để thấy là trên góc của TV sau khi cài đặt xong nó sẽ có chữ Google TV ở đây. Đó, chứ không phải chạy Android nữa. Tuy nhiên cái giao diện này cũng khá giống là Android thôi, cũng khá chỉ là quen thuộc mọi người. Sử dụng cũng rất chỉ là đơn giản. Với những tính năng cũng như là các ứng dụng sau khi cài đặt xong nó sẽ hiển thị ngay ở phần ngoài cho mọi người chọn ở đây. Đấy, rất chỉ là nhiều ứng dụng ở đây mọi người có thể vào truy cập để có thể trải nghiệm trên dòng TV Soli này. Xem phim, nghe nhạc, trình duyệt, lướt web đầy đủ trên dòng TV Soli này rồi, trên cái ứng dụng của Google. Ngoài ra thì đối với dòng này thì mọi người có những cái công nghệ hình ảnh cũng như là âm thanh rất chỉ là nổi trội mọi người nhé. Ví dụ em thử vào YouTube trước nhé. Đối với dòng này thì mọi người sẽ video các bác đang xem được tài trợ bởi cơ sở đồ gỗ nội thất Tuấn Long, cơ sở chuyên sản xuất, buôn bán các loại đồ gỗ nội thất, phòng khách, không gian hiện đại như các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được yêu thích nhất năm 2021, giá thành chỉ từ 5,5 triệu đồng. Các bác liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn. Đối với dòng này thì mọi người sẽ có sử dụng là không phải là dòng LED thường nữa, nó là dòng Full HD LED mọi người nhé. Dòng Full HD LED sẽ giúp cho cái hình ảnh cũng như là độ tương phản của nó sẽ được đẹp hơn rất chi là nhiều. Đây em bật video 8K lên cho mọi người xem. Rất chi là đẹp. Đây là phần quảng cáo mọi người nhé. Đây là video demo 4K rất chỉ là đẹp, chạy trên con TV 55X90G này. Trong 55X90G thì các bác sẽ có công nghệ Full HD LED như em có nói rồi. Đèn LED nó giúp cho tăng cường cái độ tương phản, độ sáng, độ tối, độ trắng nó sẽ được LED hơn so với dòng bình thường. Dòng này thì có thêm một cái công nghệ là bộ vi xử lý nhận thức của nó, với bộ vi xử lý là XR mọi người nhé. XR năm nay thì sẽ giúp cho phần nhận thức hình ảnh cũng như là âm thanh nó được tốt hơn so với dòng năm 2020. Bên cạnh đó thì những cái dòng TV của Soli năm 2021 về phần hình ảnh sẽ có thêm công nghệ là XR Jubilus Pro. Với cái công nghệ này thì nó sẽ nổi trội hơn so với dòng Jubilus Pro của năm 2020 mà chạy cái con chip 4K. Con này chip là chip XR mọi người nhé. Tất cả những công nghệ của năm nay sẽ có thêm chữ XR đằng trước nữa. Với công nghệ chuyển động hình ảnh của nó sẽ lên đến là 120Hz.
cao hơn rất nhiều so với năm 2020. Ngoài ra thì sẽ có hỗ trợ thêm cho mọi người cái nhu cầu giải trí về phần âm thanh, đó là Dolby Vision Atmos, khung nhìn mở rộng hơn và âm thanh được nổi trội hơn. Đối với dòng 55X90G sẽ có thêm tính năng là tìm kiếm rảnh tay nữa, cũng giống như các dòng TV cao cấp của năm 2020, như từ con 9500 trở lên thì mới có. Thì năm nay là X90G nó sẽ có thêm tính năng là tìm kiếm rảnh tay, tức là không cần điều khiển mà mọi người vẫn có thể tìm kiếm được tiếng Việt qua trợ lý ảo. Rồi thì chúng ta cũng vừa điểm qua một số tính năng cơ bản trên dòng TV của Sony năm nay rồi. Nó cũng không có nhiều thay đổi về phần tính năng so với năm 2020. Mà là thay đổi nhiều nhất chính là cái phần giao diện của năm nay so với năm 2020 rất chỉ là nhiều. Cũng như thiết kế của năm nay thì cũng rất chỉ là ấn tượng và đẹp hơn so với năm 2020 mọi người nhé. Con 55X90G thì hiện tại giá cũng khá chi là cao vì nó mới ra mắt. Giá của nó thì rơi vào 25.990.000, tức là tương đương với 26 triệu đồng cho dòng 55X90G. Nếu các bác có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp với website của ecomark.vn để xem tham khảo. Bên em có đăng tải tất cả những dòng TV Sony trên đó để các bác tham khảo thêm. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.